tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hồng mông hỗn động khai, thiên địa cho phép đến. Làm thế gian duy nhất trường sinh giả, Tô Thanh Dương tận mắt chứng kiến nhân loại văn minh diễn thế. Hắn từng tự mình trải qua thời đại thượng cổ, điểm hóa sinh linh, giáo hóa vạn tộc. Cũng từng xuất tướng nhập tướng, ở quyền thế đỉnh cao, xây sư du ngoạn sơn thủy. Trường sinh cô tịch, chợt cảm thấy lịch sử ngu xuẩn, bó chân không tiến lên, Tô Thanh Dương tại La Phù Sơn bên trong bế quan hơn trăm năm. Đường không xa người, thẳng đến lần này nhập thế, nhìn mỹ nữ phóng viên băng băng nối gót tới phỏng vấn, Tô Thanh Dương không khỏi có chút mộng bức. Tam Thanh Bọn họ không chịu nổi hương khói của ta. Vương mẫu bàn đào của hán vũ đế. Dạ, cho ngươi nếm thử. Cái gì tu tiên, các ngươi đây là nói xấu. Ngươi trẻ tuổi phải tin tưởng khoa học. Theo Tô Thanh Dương thân phận băng sơn một góc bị chậm rãi vạch trần, toàn bộ thế giới đều chấn kinh. Nhân vật chính Tô Thanh Dương, băng băng, từ then chốt của tiểu thuyết. Truyền hình trực tiếp tu tiên Sư tổ nhà ta rất khoa học. Không đạn cửa sổ, trực tiếp tu tiên. Sư tổ nhà ta rất khoa học. Toàn tập đao loa, trực tiếp tu tiên. Sư tổ nhà ta rất khoa học. Chương mới nhất đọc. Chương 1 sư tổ muốn khuyên bảo thế nhân tin tưởng khoa học a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn trung quốc chương 2. kiếm rơi thái cực thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn trung quốc chương 3. tam thanh bọn hắn không chịu nổi ta hương hỏa bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn trung quốc Chương 4 Tay không pha trà Phải tin tưởng khoa học Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Trà này là hán vũ đế nghênh Tây Vương mẫu lưu lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Cái này nếu là ngã, toàn bộ kinh đại đều đền không nổi bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Ta dám bán, các ngươi liền dám mua sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Khói lông văn sức Lưu trệ quá khứ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Trên trời rơi xuống xá ly Phi kiếm nhập sườn núi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 1 Trâu bỗng nhiên vách quan tại ép không được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc.